Hoàng Lân xin kính chào quý vị và các bạn. Xin hân hạnh chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Hoàng Lân Tài chính Kinh doanh. Trở lại vấn đề nhà ở. Hôm nay có một chủ đề rất là hot Hoàng Lân muốn đưa ra để quý vị và các bạn chúng ta cùng tham khảo. Đây cũng là băn khoăn rất lớn của rất nhiều các bạn có nhu cầu mua nhà, cũng như các hộ gia đình có nhu cầu chuyển đổi nhà ở. Đó là chúng ta mua nhà riêng lẻ mặt đất hay mua căn hộ chung cư. Trước tiên chúng ta cũng sơ qua những căn nhà riêng lẻ mặt đất thì nó cũng chia rất là nhiều phân khúc. Phân khúc thấp thì cũng phải có giá từ trên 1 tỷ ở những khu đô thị, những thành phố lớn. Tầm trung cấp và tầm cao cấp có thể 6-7 tỷ và lên tới hàng chục tỷ một căn. Căn hộ chung cư cũng vậy, có chung cư tầm trung tính trên mét vuông 25-30 triệu một mét vuông, có chung cư cao cấp. Những căn chung cư nhỏ cũng phải tầm trên 1 tỷ và có những căn chung cư cao cấp lên tới 4,5 tỷ một căn trung bình. Vấn đề mua nhà ở mặt đất riêng lẻ hay mua căn hộ chung cư, khi chúng ta đã có một nguồn tài chính nhất định. Điều này có rất nhiều ý kiến, tùy thuộc vào quan niệm, tùy thuộc vào khả năng tài chính, tùy thuộc vào công việc, cũng như tùy thuộc vào tốc độ gia tăng tài chính của quý vị và các bạn. Nếu như xu thế các bạn trẻ có mức độ thu nhập cao và có mức độ gia tăng tài chính nhanh thì đa số hướng tới những căn hộ chung cư tầm trung tiện lợi và có nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sống. Với một nhu cầu tầm trung các bạn cũng không xét đến vấn đề sau này căn chung cư của mình sẽ mất giá bao nhiêu, yếu tố đó thường rất ít được quan tâm. Nhưng các quý vị lớn tuổi thì lại có suy nghĩ khác. Với tầm tiền nhất định có thể mua được căn chung cư thì các quý vị lớn tuổi và những người có khả năng tài chính tầm trung thường suy nghĩ đến khả năng chắc chắn, khả năng tài sản giữ được giá trị lâu dài, cũng như là khả năng làm của để dành và có thể tăng giá trị theo thời gian, theo năm tháng. Và còn rất nhiều các ý kiến khác. Ý kiến nào cũng đúng và ý kiến nào cũng có lý do riêng của nó. Cho nên quý vị và các bạn, tùy thuộc vào cái khả năng gia tăng tài chính cũng như mức độ đầu tư cũng như mục đích sở hữu, để chúng ta có thể lựa chọn cho mình một phương án tối ưu nhất. Với những người già
với những người lớn tuổi, với những người có quan điểm mà chắc chắn, thường là tìm những căn hộ riêng lẻ mặt đất. Còn đối với lớp trẻ có khả năng tài chính dồi dào, có khả năng gia tăng nguồn tài chính liên tục và nhanh, thường hướng tới mục đích sở hữu, phục vụ cuộc sống, cải thiện cuộc sống nhanh và ít quan tâm đến giá trị gia tăng của tài sản cố định, có thể chấp nhận là khấu hao nhanh. Bởi vì chúng ta biết rằng có những căn hộ chung cư có thời hạn sử dụng, chủ đầu tư thường thuê đất có thời hạn 50 năm, 70 năm. Và đương nhiên căn chung cư của các bạn cũng có thời hạn sử dụng là 50 năm và đến 70 năm. Và chúng ta đều phải chú ý đến cái sự khấu hao của nó. Các quan điểm và các ý kiến còn rất dài. Hôm nay Hoàng Lân chỉ nêu ra hai luồng quan điểm khác nhau như vậy để chúng ta cùng bàn bạc, để chúng ta cùng hướng tới một cái mục đích riêng, để giúp quý vị và các bạn đạt được cái nguyện vọng cũng như mục đích sử dụng nguồn tài chính của mình một cách tốt nhất. Hôm nay Hoàng Lân xin dừng lại video clip ở đây. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục theo dõi những video Hoàng Lân sẽ đăng lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video.